Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại xem video của em. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốp điều hòa của Toyota Camry 2.4 2004 đến 2007, đời cũ nha anh em nhé. Đây là lốp hàng liên doanh cao cấp này. Đấy. Doanh cao cấp mới 100% luôn. Riêng với cái dòng Camry này thì nó sẽ có một cái báo ở bụng. Lốp đời thì được lắp vào với thân lốp máy qua 4 chân, 2 chân trên và 2 chân dưới. Thân này thì nó sẽ to hơn cái thân của Toyota Innova anh em nhé. Bộ đầu của nó thì sẽ sử dụng bảng dây Lizakura là bảng BK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tức là bảng 7BK. Lốp được lắp ghép với nhau qua 4 phần thân xuyên suốt qua con ốc. Anh em nhìn này. Đó. Xuyên suốt qua thân luôn. Đây chính là hai cái mặt bích để chúng ta bắt này. Đó. Đặc biệt là chúng ta lưu ý nhé, khi mà nhà sản xuất người ta đã sản xuất thì người ta đã chú thích là cái thứ nhất là cái mã để quản lý sản phẩm, cái thứ hai là cái series đơn hàng, cái thứ ba nữa là ga. Ga là chúng ta sẽ sử dụng ga 134, R134 anh em nhé. Và thứ tư nữa là dầu thì chúng ta sẽ sử dụng là nó sẽ có dầu R1300 này, RP100, P46, nó có rất là nhiều loại dầu. Anh em lưu ý cái phần này thì nó sẽ chú thích ra tất cả, từ hàng xịn đến hàng liên doanh nó họ đều sẽ chú thích cho chúng ta để chúng ta lưu tâm. Và đây chính là cái giác điện của nó này, hình tam giác anh em nhé, ba giác điện, một nguồn âm, một nguồn dương và một nguồn báo bụng. Đây là một đường bích cao, một đường bích hạ. Khi chúng ta đưa lên hệ thống thì chúng ta sẽ tháo cái mặt bích này ra và lắp vào. Đây anh em nhìn rất là chất luôn. Hàng mới 100% anh em nhé. Đó, thì vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là lốp điều hòa của Toyota Camry 2.4 2004 đến 2007. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế.